Ngày 18 tháng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, C04, Bộ Công an, thông tin về kết quả khám phá chuyên án ma túy 559D. Theo Cục C04, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng nắm được thông tin quán Ba Phương Lâm, trụ sở tại 44 Gò Dầu, Tân Phú thành phố Chí Minh có biểu hiện mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy công khai tại quán. Ba Phương Lâm được đầu tư dàn âm thanh ánh sáng có giá trị gần 50 tỷ đồng, hoạt động xuyên đêm đến 4 giờ sáng hôm sau. Hàng đêm có DJ và vũ công biểu diễn, trong menu của quán có sa và bóng cười. Nhân viên tại quán có hành vi chào mời và bán ma túy công khai cho khách. Điều này khiến cho lượng khách đến quán ngày một đông, cục C04 thông tin. Thực hiện kế hoạch phá án, sáng ngày 21 tháng 1, cục C04 chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Hồ Chí Minh huy động gần 250 cán bộ chiến sĩ được kích quán bar. Tại thời điểm bị kiểm tra, quán có hơn 200 người, trong đó có 150 khách ngồi tại 33 bàn. Cảnh sát đã phát hiện 25 bàn có ma túy và các đồ vật, dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ 24 mẫu chất ma túy do các đối tượng sử dụng chưa hết và tiêu hủy xuống nền nhà, cạnh bàn ghế. Quá trình điều tra, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ khẩn cấp, khởi tố bị can, tạm giam 23 người. Trong đó 15 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 7 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và một đối tượng chưa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.